nó này nó giòn nó nó thực sự là bây giờ tôi tìm bên phụ bây giờ là một chỗ đã hà nội thì là một chỗ rất chờ là chuẩn đó đấy tôi mình xài lấy tôi mở xe giòn hàng đi lấy chuẩn mua nó xe lấy xe giòn tôi giải tỏa bé theo lấy chuẩn nhau hoặc cho nó mua nó chỉ là lấy giấy chân hàng nhau nó thích cho nó lấy cũng mua xe lấy xe giòn mua cho kiện dân chẳng thế bé chỉ có lừa lừa tôi chỉ lấy giấy chân hàng xe giòn thả cho bé theo lấy bé để bé cho nó lấy bé theo hôm nay cho nên giòn ít lên là bé mà đi cả cái xài đồ đâu nè thì khả năng có giòn của cho cho được lúc xe lấy xe giòn thế này chẳng tua giải tỏa bê tông hạ bê ấy qua rất kiện dân chẳng được bê theo giờ nên khả năng có giòn xe thế khả năng do địa chỉ bê sản xuất này giờ đi xã lò nó tiếp cho nó lò tới giờ còn thì bê giờ dùng xe lấy dùng xe giải tỏa nên cho nên sự tù về thôi khả năng được gì chỉ mà xảy ra luôn thôi chú nói là năm nay là chú sang đây là năm mới của Việt Nam, chú là gặp bao nhiêu, chú có gia đình ở đây, chỉ có chị em, con, cháu ở đây là chú vui lòng nhiều. Nếu ai muốn sang đây thì sang có gia đình ở đây. Cảm ơn nhiều năm mới cho cháu. Thầy cũng hay nhớ trong xuống chết đó lớn nè. Năm mới cả con trai con gái ở đây vui lòng năm mới thắng lợi gia đình. Thế sau chuyến đi này chú cảm thấy thế nào? Yên phủ ấy. Chú cảm thấy thế nào? Điện Biên Phủ, Việt Nam, Biên Tây Phủ. Hai đôi trẻ xuống xe tôi lại thao gọi là tôi đã chỉ là cái tàu thế trở xuống xe. Thứ hai là. Vậy thì ở nào có đẹp không? Ở nào có giống như nếu Việt Nam, ở nào là chú nói ở nước ngoài giúp tiền cho đảng Lào và đảng Lào chỉ có để đây không mở tiền ở nước Việt Nam ở đảng cái gì tốt lắm ở trong ở ngoài giúp để làm cái này cái kia cái làm cái kia sự đẹp thế nè cho nước ngoài cháu hiểu ạ. Dạ, cháu hiểu. Như vậy là đảng ở nào thì là không thiết thực như ở không. Nếu Việt Nam giúp tiền nhiều lắm cho đảng Lào. Dạ. Và đảng Lào ấy thì chỉ có để đại thôi. À, cháu hiểu.